Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn. Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Thành thật sự quan tâm và sự đăng ký cũng như là ủng hộ cho cô công chúa Hồng Loan và đồng hành với Cali Sài Gòn từ bao nhiêu lâu nay để nói lên cái tiếng lòng của mình, cái lẽ phải và những gì mà chúng ta tin tưởng rằng nó hợp lý, hợp pháp và đúng với tình người, phải không các bạn? Tôi cứ nghe đi nghe lại mà cái cô Hồng Phượng nói rằng bây giờ cô ấy rất là mệt mỏi. Cả năm nay rồi, cô ấy như là xuống bùn xuống cát rồi, bây giờ cô ấy còn không sợ gì nữa, muốn nói gì thì cứ nói đi. Cô ấy rất là mệt mỏi. Tôi cảm thấy giống như là người ta đổ trách nhiệm cho cô ấy hoặc là người ta nói oan ức gì cho cô ấy trong những cái lời nói như vậy. Tôi nhìn lại thì tôi nói thì cũng đúng, cô ấy thiệt là mệt mỏi rồi quý vị ơi. Một năm nay thần sắc của cô ấy nó không còn nhạy bén và nó không còn tinh xảo như ngày xưa. Lúc đầu tiên mà khi cuộc họp báo đầu tiên, cô ấy rất là xảo biện. Cái số tiền mà người ta đi phúng điếu nó lên tới hàng tỷ tỷ mà cô ấy chỉ nói là hơn có 600 triệu thôi, 600 mấy chục triệu gì đó. Là ngay từ lúc đó là chúng ta đã thấy cái sự gian lận, có một cái tình tiết là ăn chặn tiền phúng điếu rồi, phải không quý vị? Nội Lâm Hùng không là đã 50 triệu rồi, phải không quý vị? Đó, nội một người em, một người mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã từng dìu dắt cho ở nhờ đã đi 50 triệu rồi. Còn ai nữa? Còn rất nhiều. Còn Thôi Mỹ cũng được dìu dắt nè, Ngân Tuấn nè, Linh Tâm nè, Ngọc Huyền nè, nhiều nhiều lắm, nhiều người lắm các bạn ơi. Lâm Khánh Chi nè cũng ở đó nữa nè. Thì quý vị nghĩ coi, cái con số tiền mà phúng điếu nó rất là nhiều mà cô ấy chỉ nói là có 600 mấy chục triệu thôi, là chúng ta cũng đã thấy cái sự gian xảo kinh khủng luôn. Thí dụ mà cô ấy nói chừng 1 tỷ mấy thì chúng ta cũng còn có thể cái sự ăn chặn của cái này cũng không đến nổi gì mấy các bạn ha. Mà nói dưới 1 tỷ thì chúng ta cũng đã thấy rằng là sự tham lam tột cùng luôn. Có thể rằng chỉ khai mới có 10% thôi. Chúng ta đừng bao giờ quên cái vụ sao kê cái tiền phúng điếu các bạn nha. Chúng ta phải nhắc đi nhắc lại, đừng có để cho cái vụ này nó chìm xuống. Quay trở lại, cô ấy nói rằng mệt mỏi lắm rồi. Vâng, quý vị cũng thông cảm. Đồ nhà mà đòi không được mà. Rồi kiện tụng lên, kiện tụng xuống. Rồi cũng tốn tiền ra làm công chứng. Rồi đi làm văn bằng gì đủ thứ hết lên. Rồi án phí mấy cái này kia nọ nữa. Nó mệt mỏi lắm quý vị. Một năm rồi. Mặc dầu cô Sáu là người đứng tên đơn kiện vì trên 60 tuổi không có đóng án phí, mà tôi cũng nghe rằng là không đóng án phí cho người 60 tuổi là phải có công với nhà nước hay là có công cách mạng hay này kia nọ, chứ không phải là ai 60 tuổi muốn làm gì làm, đâu phải ngồi xổm trên pháp luật được. Cái này thì các bạn có thể cho tôi biết thêm về cái pháp luật Việt Nam như thế nào. Người 60 tuổi thực sự nếu mà đi kiện không cần đóng tiền án phí hay không? Đó, các bạn thấy không, cô ấy cũng mệt mỏi chứ. Một năm rồi đi kiện mà không giành được thì cũng hơi mệt. Cũng là người có nghĩa vụ và quyền lợi mà đâu hoài không được. Tại vì cái trên mặt pháp luật thì chỉ là ở nhờ thôi. Đòi nhà cho ở nhờ thì nó hơi khó. Cho nên phải kiện tụng rồi bị người ta chửi bới, rồi bị người ta lên án, bị xã hội này nguyền rủa thì nó cũng mệt mỏi thiệt. Tôi cũng thông cảm. Quý vị cũng nên thông cảm giùm cho cô ấy. Quý vị ha, đi đồi nhà, đi kiện người ta mà nói là mình mệt mỏi, tôi cũng thấy nó lạ lùng thiệt đó quý vị. Quý vị muốn ngồi không ăn bát vàng, quý vị coi chú bác mình á, ai có của cải á, quý vị xin ở nhờ đi. Nhiều khi cũng không cần giấy tạm trú đâu, cứ ở 2-3 năm gì đó. Hoặc là ở vài 3 tháng cái mình đi chỗ nào 1-2 tháng mình về ở lại vài 3 tháng đó. Rồi trong cái những lúc mà tiệc tùng gia đình quý vị ghi lại giùm tôi, làm clip ghi lại lúc đó mình trình ra tòa.
tôi có ở nhờ được 2-3 năm ở chỗ này, nhà này. Tại sao cô Sáu và Hồng Phượng kiện được, sao tôi kiện không được? Phải không đó? Thì quý vị cứ lấy cái tiền lệ này, quý vị đi kiện. Có người đã ở nhờ mà đổi nhà thì tôi cũng được vậy. Tôi cũng là công nhân Việt Nam, họ cũng là công nhân Việt Nam, họ sống trên đất nước Việt Nam, họ làm được chuyện đó thì tôi cũng làm được vậy. Ok, tôi nghĩ rằng được á. Quý vị nên nhớ cái vụ sao kê này đừng bao giờ quên nha. Đừng có cho chúng ta hơi bị sao lãng về vấn đề sao kê tiền phúng điếu rồi á. Mời quý vị được một ly trà. Vậy đúng thực tế bây giờ là đúng. Em công nhận là em cháu ruột mà bây giờ em bị ra khỏi nhà là chị nói là em chấp nhận luôn. Là sự thật nó đang là như vậy. Em là cháu ruột mà em ra khỏi nhà. Ủa, Thành Mỹ là cháu ruột nè, Bùm Bùm là cháu ruột nè, còn cô là cháu ngoại tộc. Đừng có bỏ vô cái chữ ruột, tại vì nếu mà tính ra đó thì giọt máu đào hơn ao nước lã là bên Thành Mỹ với là Bùm Bùm hơn, tại vì họ họ võ. Còn họ Lê thì nó không có dính líu gì tới họ bỏ gì cả. Hơn nữa ngay hiện giờ nè, nên nhờ cái cậu mà thám tử Lùng á đi tìm giùm cha của mình là ai, thì lúc đó mình có thể giành quyền cấp dưỡng. Mấy chục năm nay ông ta không cấp dưỡng, chứ chắc ông Quang Minh là cha, tại vì mẹ họ Võ, ông kia họ Nguyễn mà con thì họ Lê, thì nó khó chịu lắm, nó lớn cấn trong cái đoạn này. Cho nên đi tìm cha ruột của mình đi. Rồi sau đó nhờ thám tử Lùng, một cái người thám tử mà rất là hay, vì cậu ấy có thể bị án treo nhưng vẫn điều tra được xuyên quốc gia luôn. Có thể đi tới Mã Lai, Úc. Nếu mà cần thì nếu mà cha của mình mà ở bên Mỹ, nhiều khi cậu ấy cũng có thể lấy DNA về cho cô Hồng Phượng này để tìm được cha của mình và có thể chia được của cải, nhiều khi kiện lấy luôn tất cả tài sản luôn cũng được nữa. Nên nhớ nhớ là phải tìm thám tử Lùng nha, cậu này rất hay. Tôi là cháu ruột mà bây giờ tôi bị đuổi ra khỏi nhà, mình phải nên hỏi này coi tại sao mình bị đuổi ra khỏi nhà. Phải nhớ cái câu đó, mình phải tự hỏi mình trước hả. Rồi xong xuôi mình đừng có bao giờ đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Và mình nói chuyện giống như là mình bị oan ức vậy. Mình phải hỏi rằng là tại sao tôi bị đuổi ra khỏi nhà, thì câu trả lời đó sẽ rất dễ hiểu. Mình đã ăn tiền phúng điếu của người ta như thế nào, mình đã ăn cái tiền quyên góp như thế nào, mình có sao kê không, mình có trong sạch hay không. Rồi sau khi đám tang của cậu mình 3 tháng trời, tại sao để ngôi mộ đó y nguyên như vậy, mưa gió, nhiều khi nước chảy lụt xuống, mà nhờ những cái người ở trên Hoa Viên Bình Dương người ta ngăn lại, người ta đắp đất để cho nước khỏi chảy xuống mộ. Ác nhưng mà ác dữ vậy. Cậu ruột của mình nâng đỡ mình mà mình đành tâm mình để 3 tháng trời mà xây chưa xong ngôi mộ, các bạn có tin không? Chưa có cái ngôi mộ nào mà xây hết 3 tháng trời. Đây chỉ là để kéo dài thời gian, để còn ăn tiền quyên góp của người ta. Cứ nói là xây chưa xong, tại vì đang mở ra 11 cái tài khoản. Ăn chặn cái tiền quyên góp của khán giả ở khắp mọi nơi gửi về xây viên gạch ngôi mộ cho cố nghệ sĩ mà. Mấy người này nhẫn tâm kinh khủng luôn. Tôi nói thiệt với các bạn, nếu đây là gọi là quả báo thì cô Hồng Phượng đang nhận được những cái sự quả báo đó. Và cô Sáu Hồng Nhung cũng vậy. Cả cuộc đời cô ấy làm, sinh ra và lớn lên chỉ biết báo hại cho gia đình không. Xin lỗi, tôi phải nói câu này. Hồi nhỏ đã báo hại chị dâu mình là chị dâu mẹ của Thành Mỹ đã bị hư thai nữa. Coi lại những clip cũ á, bà mang guốc sao bà đi giống y chang như là bà nội của Hồng Loan vậy á.
mang đôi guốc của bà nội á, rồi dậm rầm 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 nữa, làm cho chị dâu hết hồn rồi bị hư thai. Đó là cái một sinh mạng con người từ nhỏ là cô Sáu có cái tính, mặc dù cái đó là vô tình đi, nhưng mà cũng đã lây hại chết một người rồi. Xong đó là hại anh mình mấy chục năm. Anh mình mất cũng là do sự gián tiếp của mình về sức khỏe của anh mình và cái sự buồn rầu. Hỏi quý vị nè, quý vị làm ăn thất bại đi. Quý vị có 10 tỷ đi. Quý vị làm ăn thất bại, mất hết 5 tỷ đi. Quý vị còn lại 5 tỷ thôi. Là quý vị đã ăn không ngon, mặc ngủ không được rồi. Quý vị cứ bằng là chán nản rồi. Còn đằng này 5 căn nhà là quý vị biết bao nhiêu tỷ chưa? Biết bao nhiêu tỷ chưa? 1.000 lượng vàng, biết bao nhiêu tỷ chưa? Một cây vàng bây giờ là bao nhiêu? 70-80 triệu hả? Tôi cho là đại khái là như vậy đi. 1.000 lượng vàng được không biết bao nhiêu. Kinh khôn rồi sao mà. Lúc mà cậu em còn sống á, thì cậu kêu cháu ruột về ở với cậu. Rồi bây giờ á, cái sự việc nó xảy ra như vậy, coi như là em gặp nạn, gia đình em gặp nạn đi. Cậu kêu về cho ở là cậu thương cái tình mẹ anh em, thương cái tình máu mủ, chứ không phải thương con cháu này cái kiểu này, phải không? Là thấy, chứ không phải là kêu cháu cho ở nhờ rồi tranh giành nhà cửa với con của người ta. Trời ơi, nếu mà cậu biết được một đứa cháu tham lam, một đứa cháu mà ăn trên xác, lập ra một cái tập đoàn công ty trách nhiệm cần cần, phải không? Công ty trách nhiệm hữu hạn cần cần, thì cậu đâu có kêu về làm cái gì. Người ta đã cho mình về ở là người ta đã nghĩ tình máu mủ. Vậy mà hai mẹ con lại không nghĩ tới cái tình máu mủ của người ta là Hồng Loan và cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Dèm pha muốn hủy khai sinh người ta, kêu truyền thông tới trong ngày cái đám tang, muốn nói cho tất cả mọi người biết Hồng Loan là con nuôi, dẫn dắt dư luận. Trời hại đấy, thấy không? Lưới trời tuy thưa nhưng mà đâu có sót một ai. Bây giờ các bạn nghĩ coi, Hồng Phượng sẽ được đi hát không? Không ai dám mời luôn. Cả cuộc đời này sự nghiệp này xong. Thật ra cái chất giọng của cô ấy cũng là ok thôi. Tại vì những ca sĩ hát nhạc bolero như cô Hồng Phượng này thì rất là nhiều. Nhiều vô số kể đếm trên đầu ngón tay luôn, rất là nhiều luôn. Và cái giọng này của Hồng Phượng thì nhận không ra. Cô ấy mà ca mà chúng ta chỉ nghe trong MV mà chúng ta đừng có nhìn, chúng ta không biết ca sĩ nào luôn. Tại vì hiện giờ ca sĩ bolero ca giọng nhạc này mà cái giọng này lớn lớn này là nhiều lắm, rất nhiều. Hàng trăm, hàng ngàn người luôn á. Nhiều khi những người mà karaoke thôi á, mà người ta còn hay hơn nữa. Tôi nói thật, tôi coi những cái MV mà những người mà ấy nhà, những người mà đại khái có giọng hát hay khỏe như cô Thu Phương gì đó trên TikTok hiện giờ đó. Cô ấy ca giọng nam, giọng bắc, dân ca, đủ thứ, nhưng cô Thu Phương khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi á. Cái cô đó ca giọng mạnh hay lắm. Hay hơn cô Hồng Phượng này nhiều luôn. Con cái là tôi thấy, tôi không biết họ có cái lòng tự trọng, tự tôn hay không. Khi mà ông quan tòa hỏi, thẩm phán hỏi, cô ở nhà được bao lâu? Dạ, con ở gần được 2 năm. Rồi bây giờ thí dụ thẩm phán nói rồi gần 2 năm có nghĩa là mình ở nhà, bây giờ mình kiện mình lấy luôn cái nhà người ta, phải luôn hai cô Hồng Phượng. Nếu mà họ tò mò hỏi câu đó là tôi không biết nha. Tìm cái chỗ nào mà chui vô luôn. Thí dụ mà được một cái tò hỏi rồi cái tiền mà phúng điếu của cô có sao kê chưa, có đưa cho Hồng Loan biết được hết trơn chưa, không biết nghĩ sao nữa các bạn ha. Lúc đó thì ôi thôi, mít cũng rụng luôn nè. Có một số bạn thì nói DNA của Hồng Loan đã có nhưng mà chưa có trình ra, tôi đồng ý đúng.
có vị luật sư thì nói rằng là đây là thời khắc cuối cùng rồi, là thư kiện tới quỷ hết để đòi tất cả tài sản luôn, đã tới lúc phải trình đi nên ra chưa? Chưa, tôi cũng nghĩ là chưa tới lúc đâu. Còn vị ấy cũng nói rằng là mấy cái ra tòa hòa giải này không cần tới cũng được nữa, đâu có được, phải tới chứ, mình phải tuân thủ theo luật pháp hiện hành ở Việt Nam và ở bất cứ ở nơi đâu nữa. Thí dụ tòa kêu ra có trắc tòa thì mình cứ ra, mình là bị đơn hay là nguyên đơn cũng gì mình cũng phải ra à, chứ không phải nói ra cái này chỉ hòa giải, mình cầm thượng phương bảo kiếm rồi mình không ra, không cần thiết tới. Cái đó thì tôi không chấp nhận, mình phải tôn trọng luật pháp. Nếu vậy thì tòa mở ra làm gì, có trắc tòa làm gì, không các bạn? Dẫu sao đi nữa thì theo tôi á, thì tôi nghĩ rằng cái DNA của Hồng Loan á, nó cũng là một cái tình cái nghĩa mà Hồng Loan đã dành cho cô Sáu cái giây phút cuối cùng nè. Là hiện giờ á, là để cho cô Sáu từ từ leo xuống đi. Cô Sáu không cần mất mặt. Dĩ nhiên mất mặt rồi, cũng đã mất mặt rồi. Nhưng mà nó đỡ tốn kém tiền bạc của cô Sáu. Và còn giữ lại một chút thân tình nào đó. Chứ không tắt tay luôn từ ngay phút này luôn. Đó các bạn. Và nó cũng là một chiến lược của bên luật sư của Hồng Loan nữa. Những gì không cần thiết, không cần show ra. Tòa đang sự vấn đề họp con họp pháp thì chúng ta cứ theo cái quy trình đó chúng ta đi, chúng ta không cần nói cho ta ơi không đừng phát quan tòa quan tòa à, đừng có xử là con họp pháp, bây giờ tôi có DNA tôi là con ruột, làm rối thêm nữa phải không, nó phải làm hồ sơ lại từ đầu lại nữa, miễn con họp pháp là được rồi, trên mặt giấy tờ con họp pháp là được, còn con ruột thì chúng ta tự hiểu. Giống gì mà giống y chang, từ cái tướng đi nè, từ cái biểu cảm nè, cái gương mặt đứng hát chống lạnh nè. Tôi coi mấy cái hình mà gần đây nhất là khi mà cố nghệ sĩ ngày xưa mà đóng giả gái các bạn với lại Hồng Loan bây giờ đứng mình ráp với mình lại gần nó khuôn mặt giống lắm. Con của người ta biết chứ, không có ai mà một trên một cái đỉnh vinh quang mà tự nhiên cái đeo gông vào cổ sao? Tự nhiên đi nhận một đứa trẻ về để cho người ta soi mối báo chí soi mối rồi tăng thành sự nghiệp hay sao? Các bạn không có chuyện đó. Rồi bây giờ chúng ta xem một chút xíu những lời bình luận các bạn ha. Đọc bình luận thì phải đeo kiến vô. Để coi bình luận sáng hôm nay. Vinh Quang thì có nói tụi nó cứ nghĩ không ở tù có đóng phạt là xong, có người lo nên không vấn đề gì. À về vấn đề mà sao kê đó ha. Bạn Giang 967, chà, cái bình luận hơi dài nha, thôi mình cũng đọc luôn nha các bạn ha. Tại vì bạn ấy viết dài đã có công thì mình cũng phải đọc lại để cho chúng ta được chia sẻ. Một căn nhà nếu có người mới mất ở trong nhà là người chết đó, sẽ bán không được giá nên mẹ con Sáu không muốn cố nghệ sĩ mất tại nhà. Nếu nhà không cần bán thì mất trong nhà cũng được. Như vậy thực chất chỉ là bán nhà chứ đâu muốn làm nhà từ đường. Là không muốn cho cố nghệ sĩ đi về đấy các bạn. Hồng Loan phải quỳ lại để đưa cha mình về nhà mới được. Lúc đó mẹ con Sáu chắc mẩm gom được căn nhà mấy chục tỷ rồi nên đâu cần tiền. Bá tánh gửi về. Sau này thấy tiền phúng điếu và tiền góp xây mộ quá nhiều nên không muốn công khai cho người khác biết cho đến bây giờ. Bây giờ thì tham lam đổi qua cầm thú, căm thù Hồng Loan, à xin lỗi. Cho nên kiện cáo với mục đích là con gái cố nghệ sĩ phải tốn kém càng nhiều càng tốt,
Ai ngờ mẹ con cô Sáu bị thiệt hại nhiều hơn. Đó là danh dự, sự nghiệp, tiền bạc, sức khỏe và vân vân. Cũng như cô Hồng Phượng bây giờ nói rằng là cô ấy mệt mỏi lắm rồi, cả năm nay đi kiện người ta mệt mỏi lắm rồi. Tôi cũng mới nghe được các bạn. Ai làm cái ác cũng sợ bị quả báo, đêm ngủ gặp ác mộng và đi ra ngoài đường phải che che núp núp. Ít ai mà chịu nổi, chỉ trừ mẹ con của cô Sáu làm chuyện ác với chính con của ân nhân mình là người thân thuộc. Họ chịu nổi chỉ trong 3 trường hợp mà thôi. Hoặc họ làm chuyện ác thường xuyên nên thấy chuyện ác này là bình thường. Hoặc họ quá cầm thú, quá căm thù, chứ tôi cứ đọc là cầm thú hoài của cô cháu gái, cho nên chấp nhận thà mù cũng được, miễn kẻ thù của mình bị chột. Thà mù cũng được, miễn sao kẻ thù của mình bị chột. Các bạn nhớ ngày xưa bên Tàu đó các bạn, có hai vị quan đó các bạn, vì ganh ghét với nhau, ganh ghét một bên tả, một bên thủ các bạn, ganh ghét với nhau. Hễ cái ông vua ông ra lệnh như thế này nè, ông cho một chia một cái này nè, và ai cũng giỏi quá, bây giờ không biết cho làm sao mà ông thử lòng thôi. Bây giờ người nào mà ước một cái gì, ước một cái trước thì người kia đó sẽ được gấp đôi. Thí dụ người này nói tôi muốn được căn nhà thì người kia sẽ được 2 căn nhà. Người nào nói trước thì sẽ bị thiệt thòi. Người này muốn được 1.000 lượng vàng thì cái người không nói sẽ được 2.000 lượng vàng. Các bạn biết như thế nào không? Giống như cái câu mà bệnh nào bạn vừa nói nè. Cái người hai bên thù với nhau dữ lắm. Nói muốn cho vua, mong cho vua ra lệnh chặt tay ông ấy một cái tay. Trời, ông vua phải chặt cái tay người này. Thì bên kia, ông vua phải chặt 2 cái tay người kia. Ác như vậy đó các bạn. Có những người có cái tâm của họ là như vậy á. Hoặc họ quá tham lam, luôn hy vọng dành phần phải cho mình nhưng đã bị vỡ mộng. Khả năng họ mang nỗi căm thù ngút trời là nhiều hơn, cho nên sẽ không có chuyện hòa giải hay là ngưng chuyện trả thù của Hồng Loan. Cô Hồng Loan nên cẩn thận và đề phòng. Họ không trả thù thì chỉ khi chính họ sợ quan quan tương báo, đánh người ta 1, người ta đánh lại 10. Hồng Loan không làm được, nhưng Ni làm được. Ni là khắc tinh của họ và số phận của họ phải gặp người như là Ni. Kim Cang hộ pháp đó quý vị. Có vẻ như câu chuyện đã theo một logic kết thúc có hậu. Cố nghệ sĩ vẫn đang bảo vệ con gái và những cháu ngoại yêu thương của mình. Vâng, cảm ơn một lời bình luận rất hay của bạn Giang 967. Và nhiều người cũng nói rằng Hồng Loan chưa đưa cái DNA của mình ra vì chưa cần thiết. Đúng vậy, cái Thượng Phương Bảo Kiếm đó thì ở trong tay rồi. Rút ra thì có nghĩa là dứt tình luôn nữa. Bạn Nguyễn Nguyễn hay là Nguyên Nguyên, tôi chắc chắn Hồng Loan đang nắm cái xét nghiệm DNA. Có bạn biết rằng là ADN ở Việt Nam đó các bạn thì gọi là ADN, nhưng ở thế giới ở Mỹ này người ta gọi là DNA, và tôi cũng quen đọc cái miệng là DNA không à. Xong việc tranh chấp quyền thừa kế là hợp pháp rồi, giấy DNA để dành trong vụ sao kê, trong cái kêu gọi đám tang, chính xác. Vì những người kêu gọi chưa được sự đồng ý của con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cần phải sao kê họ phát. Xong cái vụ này đi rồi sẽ tới cái vụ kia. Cảm ơn lời bình luận rất là có logic của bạn, có lý. Bạn Trang Lê Thị Thùy hay là Thị Thúy ha, cậu mới nằm xuống, tài sản trong két sắt, họ kêu thợ tới rồi mạnh ai nấy hút vàng tiền bạc của cậu hết, chia nhau ra. Đúng người Trang như vậy. Khi mà Hồng Loan kêu thợ tới mở thì thật ra là có bộ bông ở đó mà có ông sạc thành ở đó luôn mà. Cái két sắt đã mở rồi. Mà người ta cũng nói là cái két sắt này mở rồi, kêu tôi tới làm gì nữa. Và chỉ còn tiền trong đó thôi. Tôi còn nhớ là 113 tờ 100. Hồng Loan lấy một số đi sửa xe và để lại một số 4.200. Tôi nhớ, nếu mà tôi nhớ không lầm,
thì Hồng Phượng lấy luôn cái số tiền luôn. Kêu bằng là cái gì ở trong nhà vô gom vơ vét được là họ vơ vét sạch thành xanh luôn các bạn. Đến nọ cái tủ lạnh cũng lấy đấy đi, để lại cái tủ lạnh hư ở trong, để đồ ăn hư trong nhà Hồng Loan cho tới bây giờ không chịu dọn đi thôi. Còn cái gì lấy được, các bạn biết rằng cái máy lạnh ở trong phòng của cố nghệ sĩ mà ông Bảy Báo cũng lấy đi luôn, tháo ra luôn. À, từ cái gì mà ở trong nhà, tôi nói thiệt chứ mình nói quá đáng, cái đồ quét nhà, cái chổi hay cái gì mà xài được là họ vơ họ đi hết sạch sành xanh, không còn cái giống gì hết trơn các bạn. Ác và tham cộng thêm cái sân si ganh tị và cái dốt về vấn đề thư kiện, nó tạo nên cho họ là một con người bằng là tạo nên cái nhóm luôn, gọi là cái nhóm mà công ty trách nhiệm hữu hạn Kênh Cần. Cha mẹ mình thì không thờ, ngay cả cô ô sinh cũng vậy, đem cái hình ảnh của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về thờ để chiến mặt. Tôi không nghĩ mấy người này họ có cái vấn đề gì, cái tham đó. Họ mong rằng khán giả và nhiều người sẽ ủng hộ, rồi xong xuôi gom góp tiền nữa, Mạnh Thường Quân gửi về cho họ. Cho nên họ cứ đám dỗ, cố nghệ sĩ phải đám dỗ. Cha mẹ mình không đám dỗ, nhất là Sáu Bào Bảy Báo. Còn đi trách Hồng Loan ở nhà không làm đám dỗ cho bà nội. Ủa sao kỳ vậy? Mình là con mà mình không làm đám dỗ mà kêu cháu mới làm đám dỗ. Tôi thiệt bất mãn với là cái lối sống và cái cách sống ích kỷ của họ đó các bạn. Kinh khủng thiệt á. Mong rằng cái vụ án này sớm kết thúc các bạn ha. Để cho anh em nhà họ Võ, ý tôi muốn nói là Hồng Loan, Thành Mỹ, bùm bùm, ổn định cuộc sống. Và Hồng Loan thì tiến bước thêm vào con đường nghệ thuật nối nghiệp cha của mình. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe ha. Và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong một video lần sau.